Dân Nguyên Nhi cũng bãi bỏ làm quý phi. Hoàng thượng, 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 Trần Lâm. Dạ. Tống cổ ba người này vào thiên lao chờ xét xử sao? Dạ. Hoàng thượng, hoàng thượng, hoàng thượng, hoàng thượng. Tham kiến hoàng thượng. Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Đứng lên đi. Tạ hoàng thượng. Đã đến đông đủ rồi. Trong lòng trẫm có một nghi vấn, muốn tìm đáp án từ chỗ của các khanh. Hoàng thượng, ta không hỏi muội, đừng có xen vào. Không hiểu lễ tiết gì hết mà đòi làm hoàng hậu. Giang Thao, thần làm giỏi lắm. Bí mật từ Đồ Tịnh là công chúa tiền triều lớn như vậy cũng bị khanh điều tra được. Có thưởng, trẫm sẽ trọng thưởng cho. Thần tạ hoàng thượng ân thưởng. Nhưng mà trẫm không hiểu, từ đâu khanh biết được bí mật về thân thế của Tư Đồ Tịnh vậy? Thần trẫm đã điều tra tất cả mọi người. Trước khi xảy ra chuyện, ngoại trừ Tịnh Tu ra, không ai biết được thân phận thật sự của Tư Đồ Tịnh. Kể cả bản thân của Tư Đồ Thanh Dân cũng chỉ nghi ngờ thôi, chưa được qua xác minh. Từ đâu khanh có bản lĩnh thông thiên có thể điều tra được bí mật này vậy? Thần khanh không dám nói, trẫm sẽ nói cho khanh nghe. Tịnh Tu có một cô đệ tử tên là Thu Tâm. Trước khi cô ấy bị khanh hại chết, từng bắt cóc Tư Đồ Tịnh dẫn đi liên hệ với Lương Quân Tráng. Thân phận Tư Đồ Tịnh là công chúa tiền triều, chính cô ấy tiết lộ cho khanh nghe đúng không? Dạ phải, chứ Thu Tâm đã chủ động tìm Lương Quân Trác. Chuyện mà Lương Quân Trác biết thì khanh cũng biết, sau đó còn mang ra gây hấn, ý đồ dồn cả nhà Tư Đồ vào chỗ chết. Thử hỏi, khanh làm như vậy là vì ý gì? Hoàng thượng, thần biết tội. Giang thừa tướng, trẫm có chuyện cần phải thọ giáo khanh. Nếu là con cháu của tiền triều thì phải đào tận rễ, như vậy người có ngôi vị cao nhất trong bá quan, nếu như bất trung với triều đình, thử hỏi nên chịu tội gì? Cô xin hoàng thượng minh giám, văn chương này một lòng trung thành với triều đình, trời đất có thể chứng giám mà. Lén thông đồng với Tây Quốc hầu ý đồ tạo phản, vậy là một lòng trung thành với triều đình sao? Quan cho thần, hoàng thượng, quan cho thần. Vậy, hoàng thượng, Tư Đồ Tịnh là công chúa tiền triều, không lẽ không phải do Lương Quân Trác tiết lộ cho khanh biết sao? Bao nhiêu đó chưa đủ để chứng minh khanh thông đồng với phản tặc, nhằm làm chuyện bất lợi cho triều đình sao? Hoàng thượng, sự thật là Tề Quốc hầu từng nhiều lần uy hiếp dụ dỗ, nhưng xưa nay di thần chưa từng chính thức trả lời lại hắn. Hoàng thượng xin người minh giám. Chưa chính thức trả lời hắn, đó là không phản đối cũng không đồng ý. Vì khanh muốn làm kẻ xuôi theo chiều gió, gió chiều nào theo chiều nấy. Hoàng thượng, hoàng thượng, di thần biết tội, di thần biết tội rồi, xin hoàng thượng tha tội, xin hoàng thượng tha tội. Mỹ Nhi, bây giờ muội có thể nói. Hoàng thượng, muội. Muội có thể nói cho trẫm biết những gì mà cha và đệ đệ của muội đã làm, muội hoàn toàn không biết. Muội vừa biết được thân phận của Tư Đồ Tịnh là công chúa tiền triều, muội không kịp chờ đợi, liền xúi dục thái hậu ra tay giết cô ấy, nhưng lại lấy danh nghĩa là bảo vệ trẫm, bảo vệ triều đình. Trẫm thử hỏi, sự uy hiếp của gia đình muội đối với trẫm, đối với triều đình, chẳng lẽ nhỏ hơn một cô Tư Đồ Tịnh sao? Hoàng thượng, muội biết chuyện mà che giấu, vậy muội nên chịu tội gì đây? Hoàng thượng, hoàng thượng, thần thì biết tội. Hoàng thượng, hoàng thượng, người đừng kêu muội đứng dậy, người đừng kêu muội đứng dậy. Tất cả đều đã nhận tội chứ gì? Được. Dân thừa tướng, lập tức bãi bỏ chức hàm thừa tướng. Dân Nguyên Nhi cũng bãi bỏ làm quý phi. Hoàng thượng, 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 Trần Lâm. Dạ. Tống cổ ba người này vào thiên lao chờ xét xử sao? Dạ. Hoàng thượng, 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 thật một lòng trung thành với hoàng thượng mà. Hoàng thượng, hoàng thượng, hoàng thượng, hoàng thượng, nghe mọi giải thích đã. Hoàng thượng, hoàng thượng, nghe thần giải thích đi. Hoàng thượng, hoàng thượng, hoàng thượng, thật một lòng trung thành với người kia mà. Hoàng thượng, hoàng thượng, hoàng thượng, hoàng thượng, nghe thần giải thích đi. Hoàng, cô thái hậu, muội, 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 thái
hậu, thái hậu, cô ơi, con xin cô ơi, xưa nay con rất thương con, hơn nữa bao nhiêu năm qua con đều hầu hạ bên cạnh của cô, cho dù không có công lao cũng có khổ nhọc. Thần là người một lòng trung thành với triều đình cái mà. Hoàng thượng chỉ nghe lời của cô thôi, cô hãy giúp chúng con đi, xin tha cho con đi cô. Ta đã hứa với hoàng thượng, sau này không xen vào bất cứ chuyện gì. Các người đã phạm nhiều sai lầm như vậy, nên chịu sự trừng phạt. Hãy vào đại lao để suy xét mình lại. Thái hậu, các người cũng biết xưa nay ta một lòng trung thành với triều đình kia mà. Thái hậu, thái hậu, con xin cô, thái hậu, xin cô hãy cứu chúng con đi. Đừng mà thái hậu, buông ra, cứu con, thái hậu, thái hậu, giải đi, thái hậu, cứu đi cô. Ta một lòng trung thành với triều đình mà. Thái hậu, đi mau, thái hậu à, mỗi mỗi. Thái hậu hà, thái hậu, mẫu hậu đã xử lý xong chưa? Dạ. Liệu mẫu hậu có cảm thấy không vui không? Không có gì đâu, ta chỉ thấy ân hận thôi. Lần này những người thân thích bên cạnh ta gây ra quá nhiều sơ suất, mẫu hậu cảm thấy có lỗi với người rất nhiều. Mẫu hậu, mẫu hậu đừng nên nghĩ như vậy. Không, không nhắc đến chuyện đó nữa. Được, chúng ta không nhắc nữa. Nhưng có chuyện này Nhi thần nhất định phải nói. Liệu có phải là chuyện của Tư Đồ Tịnh không? Dạ phải. Nhi thần muốn chính thức cho Tư Đồ Tịnh tiến cung. Chẳng hay ý của mẫu hậu thế nào? Vậy ai gia không hiểu ý người nói vậy là sao? Chẳng lẽ người định ban cho cô ấy làm gì đó? Không phải như vậy. Hơn nữa với tính tình của Tư Đồ Tịnh, vốn không xem trọng chuyện đó. Thôi được, Nhi thần hiểu rõ mẫu hậu có thành kiến với Tư Đồ Tịnh, không thể xóa bỏ trong một sớm một chiều. Nhưng mà Nhi thần tin rằng, chỉ cần mẫu hậu chịu dành chút thời gian để tìm hiểu rõ về con người của cô ấy, mẫu hậu nhất định sẽ thích cô ấy thôi. Người dám tin chắc như vậy sao? Ưu điểm của Tư Đồ Tịnh không thể nói rõ bằng vài ba lời nói đâu. Nếu như hoàng thượng đã nói như vậy, lấy danh nghĩa của ai gia long trọng mời cô ấy đến dự tiệc. Sư tỷ, rời khỏi kinh thành chúng ta đi đâu? Bốn bể lại nhà, như vậy cũng tốt. Bây giờ Tịnh Nhi đã khôn lớn, ta nghĩ ta có thể xem như hết trách nhiệm. Thôi được, chúng ta đi. Tịnh Tu sư phụ, xin dừng bước. Nghe nói các vị rời khỏi kinh thành, tôi dù sao cũng phải tới tiễn chân hai vị. Tịnh Tu sư phụ à, tôi xin phép thay mặt con của tôi cảm ơn người. Cảm ơn người năm xưa đã bảo hiểm để cứu lấy mạng sống của Tịnh Nhi, đồng thời cũng cho gia đình chúng tôi một đứa con gái tốt. Lẽ ra tôi phải cảm ơn người mới đúng. Cảm ơn người đã cho nó một môi trường tốt để trưởng thành và dạy dỗ nó trở thành một cô gái tốt. Nhưng mà trong lòng chúng tôi không ai có thể ngờ rằng nó không chỉ có thân thế khác với mọi người, kể cả những gì từng trải cũng khác với người ta. Phải, năm xưa tôi cứu nó chỉ muốn giữ lại dòng máu của hoàng tộc mà thôi. Nhưng mà thật không ngờ, sau khi nó trưởng thành lại khôn lanh và chững chạc như vậy. Điều đáng quý hơn hết là tấm lòng độ lượng và bao dung của nó. Nó biết dùng tấm lòng hiền lành của mình để hóa giải thù hận đối địch. Nó là niềm kiêu hãnh của chúng ta. Phải, nó là niềm kiêu hãnh của chúng ta. Đa tạ Tịnh Tu sư phụ.